Ngực của cô gái này phát ra luồng sáng, cô vội vàng cởi áo ra kiểm tra, phát hiện trên ngực mình là một cái lỗ lớn, có thể đưa cả bàn tay vào trong, mà bên trong còn có hai thanh gỗ chắn song song. Cô gái sợ hãi bước đi trên phố, nhưng chân cô lúc này cũng dần biến thành một khúc gỗ. Lỗ trống trong ngực cũng ngày một to hơn, cô chỉ đành khập khiễng lên một chân gỗ đi trên đường. Một cụ bà đi đường thấy vậy, định qua giúp đỡ cô gái, nhưng nhìn thấy lỗ hổng ở ngực cô thì cũng trợn tròn mắt. Cái chân còn lại của cô gái cũng dần biến thành khúc gỗ, đến chiếc quần đang mặc cũng không giữ nổi nữa, toàn thân của cô cũng sắp hoàn toàn biến đổi. Cuối cùng, cơ thể cô gái đã hoàn toàn biến thành cái ghế, lặng lẽ ngồi giữa trung tâm con phố. Cô gái này tên là Hiroko. Trước khi biến thành một cái ghế, cô ta vẫn là một cô gái xinh đẹp, hơn nữa còn có một người bạn trai đang nuôi mộng trở thành đạo diễn. Để thực hiện hóa ước mơ làm đạo diễn, hai người mang theo rất nhiều thiết bị quay chụp, lái xe tới Tokyo, hy vọng có cơ hội phát triển ở nơi này. Nhưng họ cũng giống như những người trẻ tuổi đầy hoài bão khác, mang trong mình đầy tham vọng nhưng lại không có điều kiện kinh tế, đến một nơi để ở cũng không có, họ chỉ đành lái xe đi lang thang ở khu vực này. Nhưng ít nhất, bọn họ còn có một người bạn thân tên Akemi ở Tokyo. Akemi rất hào phóng khi cho bọn họ ở lại nhà mình một khoảng thời gian, mặc dù phòng hơi nhỏ nhưng cái gì cũng có, bọn họ làm khách nên cũng không dám tùy tiện. Ba người bọn họ bắt đầu cười nói, ôn lại kỷ niệm thời trung học. Sau đó, Akira giới thiệu cho Akemi rằng mình đã từng quay một số bộ phim. Vì vậy, Akira nhân cơ hội này giới thiệu cho cô xem thử về bộ phim kiệt tác mà mình đã quay. Bộ phim xuất sắc như vậy, sao lại không được chiếu ở rạp chứ? Nếu chiếu ở rạp, chắc các khán giả sẽ thích lắm. Các khán giả quả thực rất thích bộ phim này, chỉ có điều là họ ngủ hơi sâu. Akira tắt TV đi, hai người họ giật mình tỉnh dậy thì lập tức vỗ tay khen ngợi. Lúc trời còn chưa sáng, Akemi đã phải đi làm. Thấy vậy, Hiroko cảm thấy bản thân rất vô dụng. Chính vì vậy, cô nhanh chóng kéo Akira ra ngoài đi tìm phòng thuê. Cũng bởi vì ngân sách có hạn nên những căn nhà mà họ có thể thuê được vừa cũ lại vừa bẩn, thậm chí ngoài ban công còn có cả xác mèo chết. Hiroko nghĩ, thôi thì chịu khó một chút là được, nhưng Akira lại rất kén chọn. Anh nghĩ họ nên ở nhà Akemi một thời gian, dù sao thì cô ấy cũng là bạn thân, chắc sẽ không sao đâu. Hiroko lại cảm thấy rất tức giận, bạn trai không có chí tiến thủ, bản thân thì không có công việc, như vậy thì có gì khác phế phẩm cơ chứ? Tình cảm của cô cũng dần nguội lạnh, không tìm thấy một chút giá trị làm người. Ôm giấc mơ khởi nghiệp, Hiroko và Akira cùng nhau đi phỏng vấn cho một công ty bao bì. Nhưng những người khác đã đóng gói xong xuôi rồi mà Hiroko vẫn chưa hiểu làm cách nào để dán giấy. Kết quả, đến Akira còn được tuyển dụng, Hiroko thì vẫn chưa tìm được việc. Có điều, hai người họ vẫn phải ở lại phòng của Akemi một thời gian. Akemi cũng hơi không thoải mái nên hỏi hai người họ đã có dự tính gì chưa. Hiroko vội vàng nói dối rằng họ sẽ nhanh chóng chuyển đi. Hai người họ cũng ý thức được, cứ mãi thế này thì không ổn lắm. Nhưng bọn họ chỉ có chút tiền, liệu có thể thuê được một nơi để ở không? Nếu không phải căn nhà giống như cái máy giặt, thì cũng là căn nhà có rất nhiều ruồi và côn trùng. Dần dần, Akemi cũng không quan tâm họ ăn gì, bọn họ cũng chỉ dám mò đến tủ lạnh vào đêm khuya. Hiroko ngồi gạch chéo các sơ đồ nhà cho thuê, trong lòng cảm thấy rất phiền não. Lúc này, cô nhìn thấy hình ảnh một chiếc xe, đột nhiên nhớ ra chiếc xe cũ nát vẫn đang đỗ ở chỗ khác. Vì vậy, cô vội vàng chạy đi kiểm tra, nhưng chiếc xe đã bị kéo đi rồi. Xe mất không quan trọng, nhưng đồ đạc ở trong xe toàn là thiết bị quay phim, nếu như không tìm thấy thì Akira sẽ phát điên mất. Vì vậy, Hiroko chỉ đành nói dối để anh tạm thời yên tâm. Hiroko lén một mình đến bãi xe phế liệu, nhân viên quản lý bảo cô nộp 30.000 tiền phạt. Nhưng đến nhà còn không thuê nổi nữa thì lấy gì để đóng tiền phạt. Cho dù Hiroko có van nài cầu xin nhưng nhân viên quản lý vẫn không nghe. Vì vậy, cô nhân lúc có chiếc xe đang đi ra đã lén lút chạy vào bên trong. Nhưng nhiều xe như vậy làm sao tìm được xe mình trong biển xe mênh mông thế này. Mà lúc này, một nhân viên khác cũng đã đồng ý giúp cô. Ông ta cảm thấy Hiroko quá đáng thương, vậy là nhanh chóng giúp cô đi tìm chiếc xe. Nhân viên giúp cô lấy tất cả đồ đạc đặt lên người. Cứ như vậy, một mình Hiroko cô đơn ngồi trên tàu điện, mang một đống đồ cũ nát đi bộ trên đường phố, không hề để ý ánh mắt của những người xung quanh. Cuối cùng, cô và bạn trai cũng thuận lợi gặp nhau ở rạp chiếu phim, chuẩn bị công chiếu phim của họ lần đầu tiên. Người đàn ông này đang chuyên tâm với công việc của mình, Hiroko bỗng xuất hiện sau lưng anh ta. Người đàn ông cảm thấy có gì đó sai sai, liền quay đầu lại, thì Hiroko đã lập tức biến mất. Không chỉ có vậy, lúc anh ta đi vào phòng tắm thì phát hiện bên trong có một chiếc ghế, trông có vẻ đang rất hưởng thụ. Anh ta cẩn thận lau chiếc ghế, dường như không biết được, chiếc ghế này là do con người biến thành. Hiroko trước khi bị biến thành cái ghế vẫn đang góp sức thực hiện hóa giấc mơ đạo diễn của bạn trai. Họ thuận lợi đưa phim ra rạp, cho dù những người đến xem rất ít nhưng nói chung thì vẫn có người xem. Mà phim của Akira cũng rất đặc sắc, nếu trong phim có cảnh hút thuốc thì trong rạp phim cũng sẽ có khói phun ra. Chuyện này khiến những người xem phim cảm thấy thú vị. Akira cũng cảm thấy trò này khá ổn, vì vậy phun càng nhiều khói hơn để khán giả đang xem phim cảm thấy họ như đang ở trong đó. Ở thời đại đó thì chuyện này có thể coi là rất tiến bộ, vì vậy phim của anh cũng được một số nhà làm phim khen ngợi, thậm chí còn chủ động mời anh làm phim cùng. Tiền đồ của Akira có vẻ rất tươi sáng, nó lại càng thể hiện sự vô dụng của Hiroko, không có ai biết cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức ở hậu trường. Lúc này, cô còn nhìn thấy một người phụ nữ khác đang cười đùa nói chuyện với bạn trai mình rất vui vẻ, cô cảm thấy bản thân dường như trở thành gánh nặng.
Lúc đi ngủ, cô cũng không thể ngủ nổi, thậm chí còn nghe Akemi và bạn trai của cô ta đang thảo luận với nhau về chuyện mình quá vô dụng, hàng ngày cứ lang thang không tìm được công việc, Hizoko cũng chỉ đành bịt tai để ngủ. Kết quả, ngày hôm sau tỉnh dậy, cô phát hiện ngực mình có một quầng sáng nổi lên. Cởi áo ra xem thử thì ngực cô đã hoàn toàn trống rỗng, thậm chí còn có thể dùng tay xuyên qua. Cô chạy trên đường phố, muốn đi tìm bạn trai giúp đỡ, nhưng Akira lại đang rất bận rộn với công việc làm thêm, cô cũng không nỡ vào trong làm phiền bạn trai, vì vậy cô chỉ đành một mình lang thang trên đường. Một chân đã hoàn toàn biến thành khúc gỗ, những người qua đường nhìn cô cũng cảm thấy kỳ lạ. Hai chân của cô lúc này đã biến thành hai khúc gỗ, cả người như một con bọ gậy. Cuối cùng, cô cũng hoàn toàn biến thành một cái ghế. Đến tối, một ông chú đi qua, nhặt cái ghế mang đi. Hizoko rõ ràng không muốn đi cùng ông ta nên bỏ lại quần áo để chạy. Cô chạy đến điểm xe bus thì biến thành cái ghế, nhìn chằm chằm vào một người đàn ông vừa xuống xe. Mà anh ta đi đến đâu, cái ghế ấy cũng sẽ xuất hiện. Cảm thấy rất kỳ lạ, cái ghế này ban nãy không phải ở điểm dừng xe bus sao? Vì vậy, anh ta tò mò mang cái ghế về nhà. Mỗi ngày, khi người đàn ông ra ngoài, Hizoko lại chủ động giúp anh ta dọn rác, giúp anh ta xử lý tất cả việc trong nhà. Lần đầu tiên người đàn ông ngồi trên chiếc ghế. Cuối cùng, Hizoko cũng cảm nhận giá trị của mình, bản thân cuối cùng cũng có một chút hữu dụng. Thân là con người, cô cảm thấy rất vô dụng, nhưng sau khi biến thành một cái ghế, đột nhiên cảm thấy làm người quá vất vả, làm một chiếc ghế, không chừng lại được giải thoát. Bạn có cảm thấy kết cục của Hizoko có hạnh phúc hay không? Cảm thấy vô dụng là một trong những cảm xúc sâu sắc và đen tối nhất mà bạn phải đối mặt, bởi cuộc sống vốn không công bằng và bạn sẽ thấy mình vô giá trị mà không hề được báo trước. Nếu bạn ở xung quanh những người quá giỏi, niềm tin về giá trị bản thân của bạn có thể sẽ giảm xuống nhanh chóng. Hãy tự hỏi xem liệu bạn có đang khắc nghiệt với bản thân quá không? Hãy biết chấp nhận bản thân, không ngừng khám phá và tìm ra sự đặc biệt của chính mình. Một khi bạn có thể tìm ra sự đặc biệt ấy, bạn sẽ có cách biến nó trở nên giá trị nhất. Và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm nổi việc này, việc kia. Thay vào đó, bạn có thể tự nhủ với mình rằng mỗi ngày mình sẽ làm một ít và rồi mình sẽ tiến bộ.